Hello, chào Thanh Sương. Hello, chào Đỗ Hồng Ánh. Hello, chào tất cả các cháu. Hello, chào tất cả các cháu ạ. Chào tất cả các cháu nhà chúng mình. Hello, chào Đỗ Hồng Ánh. Hello, chào Trần Công Phúc. Hello, chào Phan Thị Thành Lam. Hello, chào Thanh Sương. Chào Trần Công Phúc. Chào chào Dương Thị Vân Anh. Hello, cảm ơn Thanh Sương nhé. Hello, chào NT Quỳnh. Hello, chào Bảo Trương Thái. Hello, chào Thúy Ngân. Hello, chào Thúy Ngân. Chào cả nhà. Hello. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hello, chào Hiếu Quách. Chúng mình livestream buổi hôm nay là dành cho 2K3 nha. Buổi livestream này dành cho 2K3 và dành cho cả 2K2 mất gốc. Không phải là giải trước đâu Nguyễn Quốc Trương. Cái này là chúng mình giải 20 câu trước rồi nhá. Cái này chúng mình giải 20 câu trước rồi. Đấy chưa? Còn lại là tí là mình sẽ giải 2 câu tiếp, 20 câu tiếp. Dĩ nhiên là cái này là giải trước rồi chứ. Chúng mình đã giải đến câu 20 rồi. Hello chào Đoàn Văn Ấn, hello chào Lê Hà Trang. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Mierlin. Hello. Xin chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh. Skill cân 40 câu ăn côn hay thi nhất. Thì buổi trước là chúng ta đã làm được 20 câu rồi ạ. Buổi trước mình đã làm được 20 câu rồi ạ. Buổi nay mình làm tiếp 20 câu tiếp. Và trong 20 câu tiếp theo này là chú Minh có cái phần 20 câu tiếp theo chúng ta là chủ yếu đánh vào phần bài tập. Thế nên là chúng mình có những skill cực kỳ độc dành cho chúng ta ngày hôm nay. Đúng chưa? Câu cực kỳ độc dành cho chúng ta ngày hôm nay. Đấy thì các em thì các cháu chú ý là theo dõi video livestream của chú Minh, xong rồi là share video livestream lại về tường. Các cháu giúp chú Minh share lại video livestream này giúp chú Minh nhá, vì các cháu đang được học free mà. Hãy share lại video livestream này vì các cháu đang được học free. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video livestream của chú Minh. Hello chào Đào Hồng Quân. Hello chào Oanh DT. Thế thì chính vì đây là một cái buổi livestream lấy gốc ạ. Đây là một buổi livestream lấy gốc nên là chúng mình rất là mong muốn là các cháu giúp chú Minh là tác tất cả các bạn bị mất gốc vào đây ạ, bởi vì phần ăn can, phần ăn côn là một phần cực kỳ quan trọng nhá. Nhờ tất cả các cháu tác tất cả các bạn và các cháu vào trong video livestream này, bởi vì phần này chúng mình giúp cho các cháu lấy lại gốc ạ. Phần này rất là quan trọng ạ. Phần lấy gốc là cực kỳ quan trọng luôn. Hello. Chào Thương Cống. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi học livestream của chú Minh. Hello, chào Lê Hà Trang. Chào các cháu nha. Cháu đang theo dõi buổi học livestream chúng mình. Hello, chào Tiến Lộc, Lê Xuân. Hello, chào cả nhà. Đấy, thank you cả nhà đã và đang giúp chú mình. Ok, cả 2K2 thì cũng vào đây. Nếu mà 2K2 mà đang theo dõi livestream này thì 2K2 cũng ôn lại luôn nhá. 2K2 cũng ôn lại cùng chú Minh luôn nhá. Nghe chưa các cháu 2K2 ạ? Hello. Đấy, cảm ơn các cháu. Các cháu giúp chú Minh nhá. Nhớ share video livestream này lại về tường, bởi vì đây là một livestream free và giúp chúng mình tát tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Bởi vì đây là một cái video livestream mà dạy lại về ăn côn cho số những phần mà rất là hay thi ạ. Cảm ơn các cháu đã và đang share các bạn tát các bạn vào trong video livestream này nhá. Ok, thank you. Chào cảm thank you Bốt Huỳnh, thank you Phan Thị Lan Mạnh. Ui, nhiều đứa nó tát như thế này thì mình phải tặng quà cho nó thôi, chúng nó ủng hộ mình như vậy mà. Xem nào. Quà gì nào? 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ đi. Cho chúng nó thích. Cháu nào thích 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ giơ tay ạ. Cháu nào thích 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ giơ tay ạ. Hello. Đấy, bây giờ cách nhận quà chúng mình rất đơn giản ạ. Cách nhận quà của chúng mình cực kỳ đơn giản ạ.
comment cho chú Minh đáp án câu 20 nhá. Hello, chào Trần Hoàng Long, thanh niên học offline của chú Minh. Comment cho chú Minh câu 20. Comment đáp án câu 20 ạ. Và share video live stream lại về tường nhé. Hello, chào Ngọc Như. Share video live stream lại về tường và comment đáp án câu 20. Ok, chú Minh sẽ đi chờ cho cháu nào đầu tiên ạ. Cháu nào đầu tiên, cháu nào đầu tiên, cháu nào đầu tiên đấy ạ. Hello, chào Bốt Huỳnh, hello, chào Yến Bùi, hello, chào Phan Thị Thanh Lam. Cảm ơn Phan Thị Thanh Lam đã tag các bạn vào nhá. Hello, cảm ơn. Nào nào nào, comment đáp án câu 20 và share video live stream lại về tường ạ. Cảm ơn Nguyễn Minh Huệ, hello, chào các cháu. Cháu đang học đến chỗ này. Ui, thế thì đúng rồi, hôm nay học chú Minh là chuẩn luôn. Chú Minh cho các cháu các skill cực kỳ kinh điển luôn. Skill của chú Minh là cực kỳ kinh điển. Hello, chào Dương Thị Vân Anh. Comment đáp án câu 20 ạ. Comment đáp án câu 20 và share video live stream lại về tường là sẽ nhận được quà luôn. Chào Vi Diệu nhá. Chào Đinh Nguyễn Minh Hoàng nhá. Hello, chào tất cả các cháu. Chào Nguyễn Hưng nhá. Hello, chào tất cả các cháu. Các cháu đang theo dõi buổi live stream của chú Minh Merlin. Buổi live stream này chú Minh sẽ dạy cho chúng ta skill giải nhanh 20 câu ăn côn hay thị ạ. Đây rồi, có cháu đầu tiên rồi. Lê Hà Trang. Cháu này comment đáp án đầu tiên, xem cháu này share video live stream lại về tường chưa. À, Lê Hà Trang share rồi nhưng chú Minh chưa gửi được inbox cho Lê Hà Trang. Chú Minh sẽ comment ở trong cái phần này gửi qua cho Lê Hà Trang luôn. 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ. Đấy, Lê Hà Trang click vào xong ấn start là sẽ nhận được quà luôn nhá, Lê Hà Trang nhá. Hello, chào Trang Huyền Nguyễn. Trang Huyền Nguyễn ạ. Chào Trang Huyền Nguyễn. Trang Huyền Nguyễn share của chú Minh rồi. Gửi quà cho Trang Huyền Nguyễn luôn ạ. Đây, giải nhanh. À, Trang Huyền Nguyễn có giải chi tiết của Anken rồi. Hôm nay có thêm 15 phương pháp giải nhanh nữa. Hello, chào Trang Huyền Nguyễn. Cảm ơn Trang Huyền Nguyễn đã share video live stream của chú Minh. À, chào Tiến Lộc Lê Xuân. Tiến Lộc Lê Xuân đã share video live stream của chú Minh lại về tường chưa? Đây, bạn này share rồi này. Đấy, quý nhất là những các bạn mà hay share video live stream của chú Minh xong rồi là hay tag các bạn vào trong video live stream của chú Minh luôn. Nhá, share này xong comment đáp án này xong tag các bạn vào là chú Minh cực kỳ quý luôn. Chú Minh sẽ tặng quà ngay lập tức. Hello, chào Phan Thị Phương Thảo. Chào cháu Phan Thị Phương Thảo nhá. Phan Thị Phương Thảo share lại về tường chưa? Đây, cháu này share rồi này. Gửi quà cho Phan Thị Phương Thảo luôn này. Gửi quà cho Phan Thị Phương Thảo luôn này. Đấy, 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ. Hello, chào tất cả các cháu ạ. Các cháu đang theo dõi buổi live stream đến từ chú Minh Berlin giải skill giải nhanh. Skill giải nhanh 20 câu bài tập Ancon. Đây, cháu này chưa share. Cháu Đinh Nguyễn Minh Hoàng chưa share. Phan Thị Thanh Lam share chưa? Phan Thị Thanh Lam, cháu này share. Đây, Phan Thị Thanh Lam share rồi. Gửi quà cho Phan Thị Thanh Lam luôn ạ. Gửi quà cho cháu Phan Thị Thanh Lam luôn. 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ. Hello, chào Phan Thị Thanh Lam nhá. Phan Thị Thanh Lam nhớ share lại về tường xong tác các bạn vào trong video live stream nhá. Hello, chào Lê Hà Trang. Lê Hà Trang share lại video live stream chú Minh rồi. Muốn tội là chưa gửi quà được Lê Hà Trang. Chú Minh sẽ gửi ở phần bình luận nhá, Lê Hà Trang nhá. Chú Minh gửi phần bình luận luôn cho cháu này. Đấy. Gửi luôn phần bình luận cho Lê Hà Trang luôn. Hello, chào các cháu. Hello, chào Đoàn Thu Thu. Chú Minh chào Đoàn Thu Thu nhá. Đoàn Thu Thu share video live stream chưa? Đoàn Thu Thu chưa share. Cháu này chưa share thì chưa có quà. Đoàn Thu Thu chưa share chưa có. Hello, chào Quang Hưng. Quang Hưng share video live stream chú Minh chưa nào? Quang Hưng chưa share. Quang Hưng chưa share chưa có quà cháu ạ. Các cháu nhớ này, bước 1 share video live stream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án là có quà. Đây, cháu Nguyễn Thị Minh Huệ vẫn chưa có này. Vẫn chưa share này. Nhớ là bước 1 share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Đây, cháu Lê Hà Trang chú Minh gửi hai phát quà rồi. Cảm ơn Lê Hà Trang nhá. Hello, chào Bốt Huỳnh. Bốt Huỳnh share chưa? Bốt Huỳnh share rồi nhưng chú Minh chưa gửi được tin nhắn cho Bốt Huỳnh ạ. Chú Minh sẽ gửi cho Bốt Huỳnh theo kiểu là comment vào phần bình luận nhá. Đấy, Bốt Huỳnh tí nữa click vào phần bình luận xong rồi nhận quà nhá Bốt Huỳnh nhá. Hello, chào Nguyễn Thanh Tùng. Hello, chào Chu Hạ Băng. Hello, chào Võ Phúc. Chào tất cả các cháu. Các cháu đang theo dõi video live stream của chú Minh. Võ Phúc chưa share. Võ Phúc chưa share chưa có quà cho ạ. Các cháu ơi nhớ nhá, để nhận được quà bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Đây này. Ví dụ như cháu Nguyễn Hoàng này share rồi này. Đấy, chú Minh gửi quà luôn cho này. Đấy, gửi quà luôn cho các cháu luôn. Cho nó phê, cho nó sướng đúng không? Ok. Đấy nhá. Quyền Porsche. Hello, chào Quyền Porsche. Đấy, cháu này share rồi này. Nhìn chưa? Đấy, chú Minh gửi quà luôn này. Phải gật thật cố gắng. Ok, đúng rồi. Đấy, gửi quà luôn cho Quyền Porsche. Chú Minh vừa nhìn thấy có cháu là vừa học buổi đầu tiên của chú Minh đấy. À, hello, chào Ngân Nguyễn, lần đầu tiên học live của thầy. Ok, thế thì chú ý nhá, tí nữa vào học luôn. Thấy xịn xò luôn. Toàn skill kinh khủng. Đây, cháu này chưa xe ạ. Cháu này chưa xe, chưa có quà ạ. Hello, chào Thu Trà chưa xe. Nguyễn Hoàng xe chưa? Nguyễn Hoàng xe video live stream của chú Minh chưa? Nguyễn Hoàng xe chưa? Nguyễn Hoàng xe rồi này. Gửi quà cho Nguyễn Hoàng luôn này. Các cháu chú ý nhá, bước 1 xe video live stream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án của chú Minh lại thì ngay lập tức các cháu sẽ nhận được quà luôn. Ok, Nguyễn Hoàng ạ. Chào Ngân Nguyễn. À, lần đầu tiên học live của chú. Tập trung vào nhá. Hello.
Chào Nguyễn Huy Duy, học sinh học offline của chú. Hello, chào chú Hạ Băng. Chú Hạ Băng xem video livestream lại về tường chưa? Chú Hạ Băng xem chưa? Chú Hạ Băng chưa xem. Chú Hạ Băng chưa xem chưa có quà. Hello, chào Vũ Quỳnh Anh ạ. Chào Vũ Quỳnh Anh. Vũ Quỳnh Anh xem video livestream chưa? Đây này, Vũ Quỳnh Anh xem rồi này. Đấy, gửi quà cho Vũ Quỳnh Anh luôn. Gửi quà cho Vũ Quỳnh Anh luôn. 15 phương pháp giải nhanh. Hello, chào cháu Vũ Quỳnh Anh ạ. Chào Tô Thanh Vân nhá. Là các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream của chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án. Tô Thanh Vân này, Tô Thanh Vân này, chú Minh không gửi được quà cho cháu. Đây Tô Thanh Vân. Đây chú Minh gửi luôn ở phần inbox cho cháu nha. Đây, inbox luôn cho Tô Thanh Vân này này. Đấy, gửi luôn phần bình luận là tí Tô Thanh Vân vào phần bình luận lấy nhá. Hello chào Nguyễn Văn Linh. Cảm ơn em. Chào Công Sơn nhá. Công Sơn share video livestream chú Minh chưa? Đây Công Sơn share rồi này. Gửi, đấy gửi quà cho Công Sơn luôn. 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ. Công Sơn có quà rồi nhưng mà chú Minh vẫn gửi tiếp. Đấy, các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 là comment đáp án. Hello, chào Xuyên Phạm. Xuyên Phạm share chưa? Xuyên Phạm chưa share chưa có quà. Hello, chào Nguyễn Hưng. Chào Nguyễn Phan Trọng Tuyền. Nguyễn Phan Trọng Tuyền share chưa? Nguyễn Phan Trọng Tuyền share chưa? Nguyễn Phan Trọng Tuyền share chưa? Nguyễn Phan Trọng Tuyền share rồi đây. Share rồi gửi quà luôn cho Nguyễn Phan Trọng Tuyền này. Đấy, các cháu chú ý nha. Bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án thì ngay lập tức nhận được quà của chúng mình luôn. Hello, chào Phúc Lê Ngọc. Hello, chào Hồ Sĩ Việt. Hello chào Nguyễn Văn Linh. Hello chào các cháu. Đây Nguyễn Văn Linh này, share video livestream mà ui tổ chức xem chung luôn, chúng mình quý nhất mấy cái đồng chí mà tổ chức xem chung cho chúng mình đấy. Cảm ơn cháu nha. Đây gửi quà cho Nguyễn Văn Linh. Ok, chúng mình đã gửi quà cho hơn 20 bạn rồi ạ. Chúng mình đã gửi quà cho hơn 20 bạn rồi ạ. À, các cháu ơi, chúng mình bảo này, à, chúng mình gửi quà cho hơn 20 bạn rồi thì đến câu số 30 chúng mình lại gửi tiếp nhé. Bây giờ này, đến cái bước này bây giờ các cháu này chú ý học này, nghe chú Minh giảng bài này, comment đáp án thật liên tục nhá. Cháu nào comment đáp án nhiều nhất tí chú Minh ưu tiên gửi quà trước. Cháu nào comment đáp án ít thì chú Minh sẽ gửi quà sau. À, nhớ nhá, share video livestream lại về tường và comment đáp án để nhận được quà siêu xịn của chú Minh ạ. Hello chào Nguyễn Thị Huyền Trang. Chào Trang nhá. Đây các cháu bắt đầu chú ý vào học nhá. Sẵn sàng học chưa nhỉ? Chấm cái nhỉ. Chấm cái để mình cùng sẵn sàng vào học nào các cháu ơi. Các cháu sẵn sàng vào học chưa? Bắt đầu học nhá, bắt đầu học được chưa nào? Bắt đầu học được chưa nào? Ok, chiến nhá. Câu 20, nhìn kỹ các skill của chú Minh này, giải cực nhanh luôn. Câu đầu tiên, câu 20. Đây này, câu 20 chú Minh có một cái này dạy các cháu này. Đấy là đốt cháy một ancol no đơn chức ạ. Đốt cháy một ancol no đơn chức. Thế thì ancol no đơn chức thì công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 2. Các cháu nhớ nhá, đây này. Đấy, CnH2n cộng 2. Ngân Elite mất gốc buôn hóa thì hôm nay phải vào học cùng với chú Minh rồi. Đây các cháu chú ý nhé. Đốt cháy một ancol no đơn chức thì công thức tổng quát của nó phải là CnH2n cộng 2O này. Mạch thở X thu được đầy đốt cháy này thì mình thu được CO2, số mol CO2 là 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15. 0,15. Ok. Đấy các cháu nhìn thấy chưa? 0,15 cộng với lại nước. Đây, chúng ta tìm được số mol nước là 3,6 chia cho 18 thì bằng 0,2. Ok, vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ thấy này. Các cháu nhớ cái skill kinh khủng này của chúng mình nhá. Nhớ skill này là với ancol no. Với ancol no thì chúng ta luôn luôn có N nước trừ NCO2 thì luôn bằng N ancol. Được chưa ạ? N nước trừ NCO2 luôn bằng N ancol. Vậy mình có N nước là 0,2, N ancol, NCO2 là 0,15 thì nó bằng 0,05. Vậy mình có được N ancol bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta tìm được gì ạ? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được gì ạ? Chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Nha các cháu nhìn kỹ nhá. Số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,15. 0,15 chia cho 0,05 thì bằng 3. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được nó là C3 H2 x 3 là 6, 6 cộng 2 là 8, C3H8O. Ok, vậy là suy ra là công thức phân tử của ancol X là C3H8O các cháu nhé. C3H8O, rất là dễ luôn ạ. Rất là dễ luôn ạ. Nào, à, đây này, chú mình nhìn thấy là cháu Đào Hồng Quân rồi, xin phép đi rửa bát. Ui, rửa xong một cái bát là mất gốc hóa luôn quần ạ. Rửa xong một cái bát là mất gốc hóa luôn. Nào, chú mình bắt đầu sang câu tiếp theo, câu số 21. Các cháu cùng comment đáp án câu số 21 xem nào. À, hello, chào Phùng Thị Hồng Loan đây. Chúng mình nhìn thấy Loan đây rồi. Để ý thấy cháu đây rồi. Chào Loan nhá. Hello, chào cháu. Loan thích làm cô giáo không? Nào, chúng mình sang câu tiếp theo. Câu số 21. Đốt cháy ancol đơn chức X. Đốt cháy ancol đơn chức X. Vậy chúng mình sẽ có này. Ancol đơn chức X. Đốt cháy
thì ta tìm được số mol CO2 sẽ bằng là 2,2 2,2 chia cho 44 thì bằng 0,05 mol các cháu nhá. Bằng 0,05 mol cộng với lại số mol nước. Số mol nước của chúng ta là 1,08 chia cho 18 ạ. 1,08 chia 18 thì bằng 0,06 mol các cháu nhá. 0,06 mol nước. Vậy thì hoàn toàn chúng ta nhìn thấy là này, số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không? Các cháu nhìn thấy không? Số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì điều này sẽ suy ra cho chúng ta một điều ạ, là chắc chắn ancol của chúng ta là ancol no. Được chưa? Để vậy cho đơn chức, vậy là no đơn. Với một thằng là ancol no đơn chức thì chúng ta suy được công thức tổng quát của ancol là CnH2n cộng 2O các cháu nhá. Ok chưa? Vậy thì mặt khác ancol no đơn, chúng mình còn có được một điều nữa, đó là số mol nước trừ đi số mol CO2 thì bằng số mol ancol. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol ancol. Số mol ancol bằng 0,06 trừ 0,05. Được chưa? 0,06 trừ 0,05 thì bằng 0,01. Vậy số mol ancol của chúng ta bằng 0,01. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon của chúng ta thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,05 chia 0,01. 0,05 chia 0,01 thì bằng 5. Bằng 5, vậy đến đây chúng ta tìm được nó là gì ạ? C5 H 2 nhân 5 là 10 cộng 2 là 12O. C5H12O các cháu nhá. C5H12O hay còn được ghi là C5H11OH, các cháu nhìn rõ chưa? C5H11OH rất là dễ luôn nha. Đấy, đây là những cái skill khá là kinh điển để chuyên đề giải các cái bài tập về ancol của chúng mình. Ok. Đây, chúng mình nhìn thấy rất nhiều cháu comment đáp án này, ví dụ như Dương Thị Vân Anh, Phạm Thị Diễm Quỳnh. Hello, chào Phùng Thị Hồng Loan, chào cháu Loan nha. Cháu Loan cố gắng học thi đỗ sư phạm nha. Nào, chúng mình sang câu tiếp này. Ôi dồi ôi, hydrocarbon chúng mình tổng ôn từ lâu rồi. Hình như hôm thứ sáu có tổng ôn đấy. Mạnh quay xe vào lại video live stream cũ đi, là có luôn. Ở trên YouTube của chúng mình cũng có luôn. Mạnh quay xe vào lại đi nhá. Nào, câu 22 nào. Câu 22. Ngay cái hôm thứ năm vừa rồi chúng mình vừa tổng ôn lại hydrocarbon xong, mạnh quay xe ạ. Nhá. Nào, chúng mình sang câu tiếp nhé. Các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment thật nhiều đáp án. Để tí nữa sang câu số 30 chúng mình sẽ gửi quà cho cháu nào mà comment nhiều nhất và share video livestream chúng mình lại nhiều nhất vào trong các nhóm. Câu 22 ạ. Đốt cháy một ancol. Chúng ta thu được số mol CO2 và số mol nước theo tỷ lệ mol nước chia số 2 bằng 3 chia 2. Vậy thì mình đặt số mol nước của mình bằng 3, số mol CO2 của mình bằng 2. Vậy là hoàn toàn chúng ta lại nhìn thấy một điều nữa. Chúng ta lại nhìn thấy một điều nữa là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Và chúng ta nhìn thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì hoàn toàn chúng ta tìm được chắc chắn là do N nước lớn hơn NCO2 nên suy ra ancol của chúng ta nó là ancol no các cháu nhé. Và ancol no chúng ta thì có công thức là CnH2n cộng 2O các cháu ạ. Ok. Vậy chúng ta có này, chúng mình đặt số mol nước là 3, số mol CO2 là 2. Chúng mình còn có nữa là số mol ancol thì bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Thế thì vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có là 3 trừ 2 thì bằng 1. 3 trừ 2 thì bằng 1. Vậy suy ra số mol ancol bằng 1. Số mol ancol bằng 1. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được là số nguyên tử carbon của chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Bằng 2 chia cho 1 thì bằng 2 các cháu nhé. Vậy suy ra công thức của ancol chúng ta nó sẽ là C2H6O. Ok. C2H6O. Thế thì chú ý này, ở đây chúng ta có rất nhiều khả năng xảy ra. Ở đây nó chỉ nói là ancol thôi, nên chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn là C2H6O hay là C2H6O2 thì đều thỏa mãn các cháu ạ. Ok. Hai hai chúng ta là C2H6O hay C2H6O2 thì đều thỏa mãn. Rất nhiều cháu toang lấy 3 chia 1 bằng 3 chọn C3H8O toang. Đây này, carbon chỉ là CO2 là 2 thôi ạ. Rất nhiều cháu toang câu này nhá. Đấy, thấy không? Đáp án lúc này chúng mình vừa quay xe hack các cháu là đáp án A và đáp án C đều đúng các cháu chú ý nhá. Ok, hello chú Minh, chào cháu. Đâu rồi, vừa nãy thấy cháu chào. Chào Ly Hồng Anh nhá. Ly Hồng Anh là thanh niên live VIP 2K2 của chú Minh đã. Các cháu chú ý nhá, 2K3 của chú Minh cũng có live VIP ạ. 2K3 của chú Minh cũng có live VIP, nên là cháu nào muốn đăng ký cái khóa live VIP 2K3 của chú Minh ấy. Cháu nào muốn đăng ký cái khóa live VIP 2K3 của chú Minh ấy thì ngay lập tức inbox cho nick chú Minh Berlin ạ. Đấy, nick Vũ Tuấn Minh đấy ạ. Cháu nào muốn đăng ký sách hay là đăng ký khóa live VIP dành cho 2K3 của chú Minh thì inbox cho nick Vũ Tuấn Minh nhá. Nào, chú Minh sang câu tiếp này. À, chú Minh sang câu tiếp.
nhá, chúng mình sang câu tiếp. Câu số 23 nào, câu số 23 các cháu cùng comment đáp án xem nào. 23 đáp án gì các cháu ơi? 23 đáp án gì ạ? Nào, 23 đáp án gì ạ? 23 đáp án gì ạ? 23 đáp án gì các cháu? 23 đáp án gì các cháu chú ý nha. Share video live stream của chúng mình lại về tường nha. Và comment đáp án thật nhiều 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 ạ. Tí nữa chúng mình sẽ gửi quà cho những cháu nào mà comment nhiều nhất ạ. Ok, và cháu nào mà comment nhiều nhất mà chưa đi chúng mình gửi quà thì hoàn toàn là chụp ảnh lại comment xong inbox chúng mình gửi quà. Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam một hợp chất hữu cơ X. Thu được 5,28 gam CO2 và 2,7 gam nước. Vậy chúng mình cứ đặt đây là X ạ. Được chưa? Đề bài chúng ta là 2,22 gam. Đây, đốt cháy ở trong oxy. Ta thu được số mol CO2 bằng 5,28 chia cho 44 ạ. 5,28 chia 44 bằng 0,12 mol. 0,12 mol. Số mol khối lượng là 5,28 cộng với lại nước là 2,7. Chúng ta tìm được số mol nước bằng 2,7 chia 18 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Vậy hoàn toàn tới đây ạ. Hoàn toàn tới đây, chúng mình có bảo toàn khối lượng để chúng mình tìm được số mol của oxy. Bảo toàn khối lượng chúng mình có khối lượng của X cộng với lại khối lượng của oxy thì bằng 5,28 cộng với 2,7. Ok, vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy nhé. 5,28 này cộng với lại 2,7 này trừ đi 2,22 bằng 5,76 gam. 5,76 gam, vậy chúng mình tìm được số mol là chia cho 32 thì bằng 0,18 mol các cháu ạ. 0,18 mol CO2 nhá. Chúng mình có 0,18 mol CO2. Vậy thì hoàn toàn tới đây chú Minh sẽ tìm được gì ạ? Hoàn toàn tới đây thì chú Minh sẽ tìm được là số mol oxy. Đấy, chú Minh sẽ tìm được nhá. À, đặt thằng X này của chúng ta là CXHIOZ được không các cháu? Vậy chú Minh sẽ có là X chia Y chia Z bằng NC chia NH chia NO, nhưng chú ý đây là NO trong X. Được chưa? Vậy chúng mình có này, NC thì chính bằng NCO2 các cháu nhá, bằng 0,12 mol. NH thì bằng 2 lần N nước là bằng 0,15 nhân 2 thì bằng 0,3 mol. Còn NOxy trong X thì mình phải thực hiện bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Được chưa? Mình có là 0,15 nhân 1 cộng 0,12 nhân 2 các cháu nhá. 0,15 nhân 1 cộng 0,12 nhân 2. Được chưa? Trừ đi 0,18 nhân 2 ạ, trừ đi 0,18 nhân 2. Được chưa? Bằng 0,03. Bằng 0,03. Các cháu nhìn rõ chưa? 0,03. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng mình có này, 0,12 mà chia cho 0,03 thì bằng 4. 0,03 đây 10, đây là 1. Vậy chắc chắn công thức của cháu này là C4H10O ạ. C4H10O ạ. Đề bài hỏi chúng ta là chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ạ? Chúng mình khẳng định là với câu 23 này sẽ có rất rất nhiều cháu bị sai ạ. Câu 23 này sẽ có rất rất nhiều cháu bị sai ạ. Các cháu chú ý nhá. C4H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo? Thì các cháu nhìn này, rất nhiều cháu sẽ làm như sau này. C4H10O ancol gì đây? 3 4 5 2 4 8 4 có 4 đồng phần ancol. U rồi ôi cũng chết ạ, nhìn nhá. Đây, hoặc cũng hắt. Đây các cháu nhìn nhá. Nhìn này, kỹ năng đồng phân kỳ điểm đồng phân ancol cực nhanh này. Hoặc hoạt đính đề 1, hoạt đính đề là 2, hoạt đính đề là 3, hoạt đính đề là 4. 4 đồng phân ancol. Và rất nhiều cháu tô 4 ạ. Tô 4 là đáp án gần đúng ạ. Tô 4 đáp án gần đúng ạ. Chúng ta quên mất còn đồng phân ete nữa. Ete chen ở giữa. 4 đồng phân ancol 5 6 7 ạ, 3 đồng phân ete ạ. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 7 đồng phân nhá. Tổng cộng chúng ta có 7 công thức cấu tạo ạ. 7 công thức cấu tạo các cháu ạ. Các cháu nhớ chưa? Kinh khủng chưa ạ? Đấy ạ. Một cú quay xe cực kỳ kinh khủng của chú Minh ạ. Nào, sang câu tiếp theo ạ, câu 24 ạ. Câu 24 ạ, các cháu comment đáp án câu 24 xem nào. Các cháu comment đáp án câu 24 xem nào. Nào, các cháu comment đáp án câu 24 chúng mình coi nào. 24 nào. Đây chúng mình nói lại cái câu 23 nhá. Đấy, câu 24 này. Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam. Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam. Một ancol X. Ancol gì? Kệ nó, X. Đề bài cho là 1,52 gam. Được chưa? Một ancol X đầy đốt cháy thì thu được CO2 1,344 chia 2,4 bằng 0,06 và nước là 1,44 gam. 1,44 gam. Vậy mình tìm được số mol nước là 1,44 chia 18 bằng 0,08 mol.
0,08 mol. Vậy mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 chưa các cháu? Số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn là ancol no. Và ancol no của chúng mình thì chắc chắn nó là CnH2n cộng 2OX, đúng không chưa các cháu? CnH2n cộng 2OX nhá. Vậy thì chúng mình lại có là số mol của ancol thì chính bằng số mol nước trừ số mol CO2. 0,08 trừ 0,06 thì bằng 0,02. 0,02 ạ. 0,02, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,06. 0,06 chia 0,02, 0,06 chia 0,02 thì bằng 3. Vậy thì chắc chắn cháu này nó là C3, được chưa? Thế vào 3 nhân 2 là 6, cộng 2 là 8, H8OX. C3H8OX, vậy chúng ta loại đáp án B, loại đáp án C, được chưa? Tới đây chúng mình dạy các cháu một skill dài cực kỳ kinh điển câu này ạ. Skill chia số xấu ạ. Các cháu nhìn kỹ nhé. 1,52 chia cho phần tử khối cháu này. 12 nhân 3 cộng 8 cộng 32 bằng 0,02. Thử xem cháu này xem nhá. 1,52 chia 12 nhân 3 cộng 8 cộng 16 nhân 3 bằng. Đấy, thấy lẻ chưa? Thế là loại ngay đáp án C các cháu ạ. Loại ngay đáp án D và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Thì dã man chưa? Một skill cực kỳ kinh điển đến từ chú mình Mia Linh ạ. Một skill cực kỳ kinh điển đến từ chú mình Mia Linh ạ. Dã man con ngàn luôn ạ. Dã man con ngàn luôn ạ. Đấy. Các cháu nhìn thấy không ạ? Ở đây có cháu Loan mạnh dạn đoán 24A đấy. Cháu Loan là nhận làm cô giáo nên ngay lập tức đoán được trúng đáp án luôn. Bởi vì là tối hôm qua là cháu Loan là nhận là dán chú Minh vào phía bên trái ở ngực luôn ạ. Ngực trái rồi dán ảnh chú Minh ở ngực trái nên là cháu Loan này được chú Minh độ đấy các cháu ạ. Những cháu nào mà thay Ava đại diện là ảnh của chú Minh là cũng được chú Minh độ luôn. Bài kiểm tra nào cũng auto điểm cao luôn. Khoanh liều phát đúng à. Bây giờ chú Minh sẽ dạy các cháu một skill kinh điển tiếp của câu 25 nhá. Đấy, bây giờ một skill cực kỳ kinh điển ạ. Một skill cực kỳ kinh điển dành cho các câu cháy ancol. Các câu cháy của ancol nhá. Skill cực kỳ kinh điển của chúng mình. Các cháu cứ nhớ thế này cho chúng mình ạ. Nếu số mol oxy chia cho số mol cháy mà bằng 2,5 thì chắc chắn 100%, 100% ạ. 100% ạ. 100% là C2H6O2. Được không ạ? Được không ạ? Nếu mà bằng là 2,5 thì chắc chắn là C2H6O2. Nhớ nhá, cứ nhớ tỷ lệ 2,5 C2H6O2. Và nếu tỷ lệ bằng 3,5 thì chắc chắn là C3H8O3. Một trong những skill cực kỳ kinh điển của chú Minh Mialin ạ. Các cháu nhìn nhá. Đây, một mol X cần 2,5 mol oxy thì chúng ta tìm được ngay đáp án B của chúng ta là đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok, chọn ngay B. Thế bây giờ các cháu thử xem nếu mà giải chậm thì các bạn sẽ giải chậm như thế nào. Đề bài cho chúng ta là ancol no. Đề bài cho chúng ta là ancol no. Vậy mình sẽ có là CnH2n cộng 2OX đốt cháy một mol này cộng với oxy thì chúng ta thu được NCO2 cộng với N cộng 1 H2O. Được chưa? Được chưa? Đấy. Tiếp tục nhá. Đây này, thế đây là cân bằng này 2N cộng với N là 3N cộng 1 trừ x chia 2 ạ. Đây là giải đúng bản chất đấy ạ. Mấy ông giải đúng bản chất đấy ạ. Mấy ông thích học bản chất thì xem đây ạ. 1 này thì cháu này nó sẽ là bao nhiêu ạ? 1 thì cháu này sẽ là 3. Đề bài cho ta anh này là 2,5 đúng không? 2,5. Đến đây chúng mình sử dụng nhân chéo ạ. Cái quyền nhân chéo ở trong hóa ạ. Quyền cực kỳ tối ưu ạ. Mình sẽ được là suy ra là 3N cộng 1 trừ x chia 2 thì bằng 2,5. Suy ra 3N trừ x bằng, đây là 5 trừ 1 thì bằng 4. Vậy đến đây chúng mình sẽ có bảng ạ. Bắt buộc phải lập bảng ạ. X, N, x bằng 1. 4 cộng 1 là 5 chia 3 loại. X bằng 2, 4 cộng 1 là 6. 6 chia 3 bằng 2. Được chưa? Suy ra nó là C3H6O2 luôn. Ngon chưa ạ? Nếu mà giải cách này thì chậm hơn cái chiêu skill của chú mình 2,5 C2H6O2 3,5 C3H8O3. Kinh điển đúng không ạ? Các cháu thấy kinh điển đúng không ạ? Nào nếu mà thấy hay thì share lại một phát ạ. Nếu mà thấy hay thì share lại một phát về tường nhá. Đây cháu Loan đây này. Cháu này làm được tận đấy. Tối hôm qua Loan được chú Minh độ luôn. Tối hôm qua chắc là lấy ảnh của chú Minh để gối đầu giường đấy.
được chú Bình Độ 20 trên 40 câu. Đấy, chú nhớ vẫn để ý cháu tí, lần sau lên là 21 trên 40. Ok nhá, cứ học là vào sư phạm làm cô giáo là chú Minh để ý hết. Nào, tiếp tục nào, chú Minh sang câu 26. Các cháu ơi, sắp đến câu 30 rồi đấy. Chú Minh nhắc nhẹ thế thôi nhá, cứ cháu nào xem video live stream lại về tường và comment đáp án thật nhiều thì tí chú Minh ưu tiên tặng quà trước câu 30 nhá. Nào, câu 26 nào. Đốt cháy hoàn toàn agam hỗn hợp gồm hai ancol liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancolnitilic. Thế thì cháu này thuộc dãy đồng đẳng ancolnitilic thì phải nó là CnH2n cộng 2O rồi. Được chưa? CnH2n cộng 2O rồi. Được chưa? Đây là cộng với lại oxy thì chúng ta thu được CO2 cộng với lại nước ạ. À, chúng ta tìm được số mol CO2 các cháu ạ. Nhá. Chúng ta tìm được luôn số mol CO2. Các cháu nhìn nhá, số mol CO2 bằng 70,4 chia cho 44 thì bằng 1,6 ạ. 1,6. 1,6. Chúng ta tìm được số mol nước là 39,6 chia cho 18 thì bằng 2,2 ạ. 2,2 số mol nước ạ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy, thế là ngay tức chúng ta đây là ancol no ạ. Đây là CnH2n cộng 2O ạ. Thế thì chúng ta nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Đây, số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì chắc chắn là ancol no đơn hợp, và chúng ta luôn luôn có là N ancol thì bằng N nước trừ N CO2. Ta sẽ có N ancol bằng 2,2 trừ đi 1,6 thì bằng 0,6. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon thì bằng số mol CO2 là 1,6 chia cho 0,6. 1,6 chia cho 0,6, đây là lại một cái skill kinh điển của chú Minh nữa. Bằng 2,66 ạ. 2,66, đến đây rất nhiều cháu phải làm theo cách giải chậm, nhưng nếu học chú Minh thì được giải theo cách giải nhanh ạ. Đề bài chỉ hỏi chúng ta giá trị của A thôi. Vậy chú Minh sẽ có công thức anh này là C2,66 H2 nhân 2,66 cộng 2O ạ. Đấy, thế thì các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn thật kỹ nhá, mà số mol thì lại bằng là 0,6. Thế đến đây chú Minh tìm được khối lượng luôn nhá. Chú Minh có phân tử khối trung bình của hỗn hợp này là bằng, các cháu nhìn kỹ này, 2,66 nhá nhân 12 cộng với 2 nhân N cộng 2 đóng ngoặc đơn cộng với 16 bằng nhân với 0,6 ra khối lượng luôn ạ. 33,2 gam ạ. Các cháu nhìn rõ chưa? 33,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Wow. Wow. Câu 27 ngon sơi không các cháu ơi? 27 ngon sơi không ạ? Skill giải nhanh chú Minh ạ. Nấu C chia N cháy bằng 3,5 auto chọn C3H8O3. Các cháu nhìn rõ chưa? Thế đây nhá, nấu oxy là 0,7, nấu ancol là 0,2, 0,7 chia 0,2 thì bằng 3,5. Ok, 3,5 chọn ngay C3H8O3, hay đó chính là C3H5OH3 lần. Skill cực kỳ kinh điển đến từ chú mình Mialin ạ. Bây giờ sang câu 28 ạ. 28 cứng hơn phải không các cháu? 28 cứng hơn đó ạ. 28 cứng hơn một chút xíu thôi ạ. Đây bài bảo là một mol ancol no thì cần 3 mol oxy. Vậy là tỷ lệ là 3 rồi. Tỷ lệ là 3 mà các cháu nhìn này. 2,5 là C2SO2. Vậy là loại ngày A. Đúng chưa? 3,5 là C3H8O3. Vậy là loại ngày D. Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn B với C thôi ạ. B với C thì tội gì mà phải giải các cháu. Viết phương trình ra, viết lẹ cái phương trình ra, viết nhẹ cái phương trình ra là xong ạ. Ví dụ giả sử nó là C4H10O nhá. C4H10O mà cộng với oxy thì tạo thành 4CO2 đây 4 này. Cộng với lại 10 chia 2 là 5H2O cân bằng oxy này. 4 x 2 là 8, 8 cộng 5 13, 13 trừ 1 là 12, 12 chia 2 thì bằng 6 cơ ạ. Vậy là một mol thằng này cần 6 mol oxy cơ ạ. Vậy là toàn ngày đáp án B ạ. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? C. Dễ ợt, đúng không cháu? Dễ ờn ợt. Dễ ờn ợt luôn. Hello, chào các cháu. Đấy. Ok, chú Minh vừa nhìn thấy cháu Loan lớp 12 vô học lại lớp 11 để kiếm 0,25 điểm. Đúng rồi. Học với chú Minh không những chỉ có 0,25 điểm mà khéo được 10. Cứ đặt chú Minh trong team là được 10 ngay. Mai về tối mai để chú Minh độ, đổi ngay ảnh A3 chú Minh độ hết. Câu 29. Câu 29 nào, các cháu cùng comment. Này, xong câu 29 có câu 30 tặng quà đấy nhá. Các cháu nhớ nhá. Share video live stream lại về tường, comment đáp án mạnh mẽ vào. Tí nữa câu 30 chú Minh sẽ tặng quà. Câu 29. Đốt cháy hỗn hợp ancol đồng đẳng có số mol bằng nhau. Đồng đẳng. CN
H2N cộng 2O ạ. Ta thu được khí CO2 và hơi nước. Đây, CO2 và hơi nước là 3 chia 4, vậy đặt CO2 là 3 thì nước là 4. No rồi đúng không? Mình tìm được N cháy luôn, 4 trừ 3 bằng 1 các cháu ạ. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng 3 chia 1. 3 chia 1 bằng 3. Vậy suy ra nó sẽ là C3H8, đúng chưa? Đồng đẳng mà số mol bằng nhau. Không phải đâu ạ, giải toang đâu ạ, không phải C3H8 đâu ạ. 3 này lớn hơn này, nhỏ hơn này, bởi vì đây là trung bình ạ, nên phải có một thằng nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 3 này có thể là 1 hoặc 2. Được chưa? Được chưa? Nhỏ hơn 3 có thể là 1 hoặc 2. Đây là 1 và 3 là toang, phải nhỏ hơn 3 và lớn hơn 3. Nhỏ hơn 3 lớn hơn 3. Đây này, 1 với 2 cũng toang nốt. Đây. Được chưa? Vậy chuẩn nhất là một thằng nhỏ hơn 3, một thằng lớn hơn 3. Nhỏ hơn 3 là 2, lớn hơn 3 là 4. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bò các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án câu B, bò. 30 rồi. 30 rồi. Nào, 30 rồi các cháu ơi. 30 rồi, nào comment đáp án cho chúng mình câu 30 nào. Cháu nào comment nhanh nhất, chúng mình tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất và nhiệt tình nhất câu 30 của chúng mình từ nãy đến giờ. Nào, tặng quà xịn xò nào. 30 nào. Xem đứa nào nhiệt tình. Comment nhiệt tình ạ. Xe nhiệt tình ạ. Thì mới có quà ạ. Không thì lấy đâu ra quà. Nào xem nào, comment nhiệt tình, xe nhiệt tình câu 30 nào. Cháu nào nào, à, cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video live stream chúng mình 20 skill giải 20 câu Ancon hay thi bậc nhất với những skill nhanh nhất. À, những cái skill này là dành cho các cháu mất gốc, nên là rất là mong muốn những cái cháu nào mà có gốc thì tag các bạn bị mất gốc vào trong video live stream của chúng mình giúp chúng mình ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video live stream chúng mình và tag các bạn vào trong video live stream chúng mình. À, hello, chào Đinh Thị Thu Trà. Đinh Thị Thu Trà đã share video live stream chúng mình rồi, gửi quà cho cháu Trà luôn. Đây. À, còn những cháu nào mà trong quá trình live stream cuối buổi mà đã share video live stream của chúng mình thì ngay lập tức inbox cho chúng mình để nhận được quà nhá. Hello, chào Phạm Thị Điệp Oanh ạ. Đã, Phạm Thị Điệp Oanh đã share video live stream của chúng mình chưa? Điệp Oanh chưa share, Điệp Oanh chưa share, chưa có quà cháu ạ. À, ngoan nhá, phải share video live stream ạ. Share video live stream lại về tường xong tag các bạn vào trong video live stream. Chào Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Long chưa share ạ. Bước 1 là share ạ, bước 1 phải share ạ. Yêu cầu là bước 1 share video live stream, bước 2 comment đáp án câu 30 ạ. Cháu này cũng chưa share luôn ạ. Đấy, cháu Xuân Bình cũng chưa share. Hello, chào Hương Thu ạ. Hương Thu share video live stream chú Minh chưa ạ? Đấy, Hương Thu share rồi này. Hương Thu share rồi, gửi quà luôn cho Hương Thu này. Gửi quà luôn cho Hương Thu đây này. Cháu này cực kỳ xinh và liên tục theo dõi live stream chú Minh nhá. Đấy. Hello, chào cháu Hương Thu nhá. Hello, chào cháu Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đã share video live stream chú Minh lại về tường chưa ạ? Ngọc Huyền chưa share. Ngọc Huyền chưa share, chưa có quà cháu ơi. Nhớ bước 1 share video live stream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Tâm Nguyễn xem video live stream lại về tường rồi. Tâm Nguyễn ơi, chúng mình không gửi được inbox cho cháu. Chúng mình gửi quà ngay phần bình luận của cháu nhá. Đây, chúng mình gửi quà ngay phần bình luận của cháu đây. Ok chưa? Đấy, cháu nhận được quà chưa? Nhận quà cảm ơn chúng mình tiếng nhá. Hello, chào các cháu ạ. Hello, chào Thu Hương xem video live stream lại về tường chưa nào? Thu Hương chưa xem chưa có quà các cháu ạ. Bước 1 phải xem ạ. Bước 1 phải xem video live stream lại về tường ạ. Phạm Điệp Oanh chưa xem mặc dù rất xinh chưa xem chưa có quà. Hello, chào Xuân Bình xe chưa? Xuân Bình chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Bước 1 phải xe video live stream cháu ơi. À, cháu Lê Hà Trang này chúng mình không loát được rồi. Không loát được bình luận của Lê Hà Trang rồi. Các cháu ơi, trong quá trình vừa xe vừa comment đáp án, các cháu nhớ là tag các bạn bị mất gốc vào trong video live stream giúp chúng mình nhá. Lê Long Nhật cũng không được bởi vì các cháu bị chặn loát rồi. Hình như các cháu bị chặn. Hello, chào Phạm Thắng cũng chưa xe. Phạm Thắng cũng chưa share video live stream về tường thì cũng chưa có quà luôn. Hello, chào Hoàng Huy Nguyễn. Chào cháu Hoàng Huy Nguyễn. Hoàng Huy Nguyễn cũng chưa share. Các cháu ơi, share. Thu Thu Lê tag bạn này. Tag bạn cũng có quà luôn. Tag bạn nhưng mà chưa share. Chưa share chưa có quà. À, làm gì thì làm. Nhớ là phải share video live stream lại về tường. Cẩm Tú chưa share. Chưa share chưa có quà cháu ơi. Hello, chào Hoàng Jin. Chào Vũ Trung Anh. Vũ Trung Anh share lại về tường chưa? Vũ Trung Anh share lại về tường rồi. Gửi quà cho Vũ Trung Anh luôn. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhé các cháu nhá. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Hello, chào Thu Giang Nguyễn. Thu Giang Nguyễn share chưa? Thu Giang Nguyễn share lại về tường chưa? Thu Giang Nguyễn chưa share chưa có quà luôn cháu ạ. Hello, chào Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng share lại về tường chưa? Nguyễn Hải Đăng share lại về tường chưa? Nguyễn Hải Đăng chưa share chưa có quà cháu ạ. Bước 1 phải share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Chúng mình tặng quá 10 cháu rồi. Rồi chúng mình giải câu 30 nhá. Và tí nữa đến câu 40 chúng mình lại tặng quà tiếp các cháu nhá. Nào nhìn này. Nhìn kỹ này.
Skill. Cháu nào khủng skill chúng mình thì cực kỳ kinh. Số mon của Oxy 4 chia 32. 4 chia 32 bằng 0,125. 0,125. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được x nhá. Chúng ta sẽ có n của Oxy chia n của x bằng 0,125 chia cho 0,05 bằng 0,125 chia 0,05 bằng 2,5. 2,5 là cháu nào với cháu nhỉ? 2,5 chúng mình vừa dạy xong đúng không? Đây này. 2,5 chúng mình vừa mới dạy các cháu xong. Đây này. Nhớ kỹ, 2,5 chọn C6H C262, 3,5 chọn C3H8O2. 3. Vậy là chắc chắn là 2,5 là C2H4OH2 lần. Đáp án đúng, đáp án cỏ. Câu 31. Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 0,92 gam một ancol đơn chức A. Đây, đốt cháy hoàn toàn 0,92 gam một ancol đơn chức A. À, chúng ta nhìn nhá. À, đây chúng ta sẽ ancol đơn chức A. Chúng ta tìm được số mol CO2 là 0,04. Số mol nước là 1,08. 1,08 chia 18 bằng 0,06. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy chắc chắn ancol của chúng mình là ancol no. Ancol no là CnH2n cộng 2 đơn chức nên nó là O ạ. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng mình tìm được số mol cháy là số mol ancol là 0,06 trừ 0,04. Cứ ancol no thì mình có điều này ạ. Là n nước trừ n CO2 bằng n cháy. Nhớ nhá. Cứ ancol mà no thì ta có n nước trừ n CO2 bằng n cháy. Ok. Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có là anh này bằng 0,02. 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon thì bằng 0,04 chia 0,02 thì bằng 2. Vậy suy ra cháu nó là C2H6O. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ngon lành cành đào nhá. Ngon lành cành đào luôn. Và chúng ta sang một câu lý thuyết rất là hay luôn. Câu số 32. Câu số 32 ạ, một câu lý thuyết rất là hay luôn. Đấy, các cháu nhớ comment đáp án xong rồi tag giúp chú Minh tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong livestream này nhá. Câu số 32. Cho các lớp 12 chú like vào 2 4 6 chủ nhật. Phùng Thị Hồng Lan nhá. Lớp 12 chú like vào 2 4 6 chủ nhật. Lớp 11 chú like vào 3 5 7. 11 3 5 7, 12 2 4 6 chủ nhật. Nhớ kỹ lịch này. Các cháu nhớ kỹ lịch này, lớp 11 là 3 5 7. Cứ thế mà học thôi ạ. Lớp 12 vào lúc 20 giờ. Lớp 12 là 2 4 6 chủ nhật. Được chưa? Đấy, cứ nhớ lịch thế mà vào học nhá. Nào, mình sang mấy cái câu lý thuyết khá là hay luôn. Câu số 32. À, chất nào đều tác dụng với natri? Ui, natri có OH là tác dụng. Natri cứ có OH là tác dụng ạ. Đây, OH tác dụng. Đây, cháu này không có OH toàn. Thế là nhìn cháu nào có F là vứt. B có F vứt luôn. Được chưa? Tác dụng với COH hai lần thì chú ý này, để tác dụng với COH hai lần thì nó phải là OH đa và kề các cháu nhá. OH đa và kề thì mới tác dụng với lại COH hai lần. Vậy này, nhìn này, hai OH cạnh nhau, được cháu A. Cháu B này OH cách OH một carbon, vứt cháu B. Có A vứt B, vứt đáp án A luôn. Đúng chưa? Không có A, vứt đáp án D luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. A, C, D. Nhà nó cháu, nhìn này, OH liền kề. Được chưa? D này, OH liền kề. Ok, ngon lành cành đào. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nha. Nào chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 33 nào. Câu tiếp theo, câu số 33. Những chất mà tác dụng được với natri là những chất mà tác dụng được với natri là để tác dụng được với natri thì yêu cầu nó phải có nhóm OH tương đương, nó phải có nhóm OH. Cháu này có OH một cháu. Cháu này có OH hai cháu. Cháu này có OH ba cháu. Cháu này không có vứt, cháu này không có vứt. Vậy suy ra chú Minh sẽ có 1, 2 và 3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chú Minh là đáp án à các cháu ạ. Ngon lành cành đào không các cháu? Dễ ổn ợt đấy, học lai hóa chú Minh độ cho là hết mất gốc. Hết mất gốc luôn. Nào, sang câu 34. Úi giời. 34 lại khó một chút nữa. Nhưng ở đây chú Minh sẽ dạy cho ông ta một số level thần thánh ạ. Một số level thần thánh chuyên giải của chúng mình Mialin ạ. Nào, bắt đầu sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu sẵn sàng vào cân câu 34 không ạ? Câu 34 này là một câu dạng khó của lớp 11 ạ.
Nhưng mà yên tâm, học trung bình độ hết. Nào, chúng mình có câu 34. Cho m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol no đơn trước bạch hở, muốn giải ancol mình phải thuộc được công thức phân tử nhá. Ancol no đơn trước bạch hở là CnH2n cộng 2 O các cháu nhá. No đơn trước bạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với natri dư. Lưu ý cho chúng mình là ancol đơn trước tác dụng natri thì sinh ra 1/2 hydro. Vậy chúng mình tìm được số mol hydro luôn, 0,448 chia 2,4 bằng 0,02. Vậy ngay lập tức chúng mình suy ngược lại được số mol ancol bằng 0,02 nhân 1 chia 1/2 thì bằng 0,04. Mặt khác đốt cháy cũng 0,04 mol này trong oxy thì chúng mình tìm được CO2 số mol bằng 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Vậy chúng mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,1 chia 0,04 bằng 2,5 các cháu ạ. 2,5. 2,5, vậy số nguyên tử carbon này nằm ở giữa. Bởi vì để bài nói chúng ta là kế tiếp nên một thằng nhỏ hơn 2,5 và một thằng lớn hơn 2,5. Một thằng nhỏ hơn 2,5 là 2, lớn hơn 2,5 là 3. Được chưa? Vậy một thằng là C2H6O, một cháu là C3H8O. Ok được chưa? Một cháu là C2H6O, một cháu là C3H8O. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Rất là ngon lành cành đào ạ. Đúng không ạ? Thế bây giờ nhá, chúng mình chỉ cháu một skill dài nhanh hơn nữa của câu 2 ạ, ý 2 ạ. Đề bài nói chúng ta là phần trăm khối lượng của hai ancol. Thế thì chúng ta cần tìm được số mol mỗi ancol. Đây chúng mình chỉ cho một mẹo nhìn rất nhanh nhé. Nhìn này, 2,5 nằm chính giữa các cháu. Nhìn kỹ không? 2,5 nằm chính giữa. Vậy là mỗi thằng này là 50-50 đúng không? Vậy là thằng này chiếm một phần thì này cũng chiếm một phần. Mà tổng số mol của ancol chúng ta tìm được bằng 0,04. Vậy suy ra 0,04 chia làm 2 phần thì không phải thì C3H8O chiếm 0,02, C2H6O chiếm 0,02. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng luôn. Các cháu nhìn kỹ nhá. Phần trăm khối lượng của C3H8O là bằng 0,02 nhân với anh này là bằng 12 nhân 3 cộng 8 cộng 16 bằng chia cho mà một đơn n cộng với 0,02 nhân 46 bằng nhân 100 56,60%. Các cháu nhìn rõ chưa? 56,60%. Vậy thì chúng ta nhìn này, thằng này không có. Vậy đáp án đúng của chúng mình 56,60%. Vậy đáp án đúng của chúng mình nó phải là đáp án B, bò. B bò các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng mình phải là đáp án B bò. Đấy, các cháu thấy không? Rất rất dễ ạ. Rất rất dễ ạ. Dễ như húp cháo ạ. Câu 35 này. 35 nào các cháu xem nào, 35 nào. 35 xem nào. Cho 16,6 gam, cho 16,6 gam anconetilix. Anconetilix là C2H5OH. Ancol propylic là C3H7OH. Khối lượng bằng 16,6. Tác dụng hết với natri thì thu được khí hydro. Chúng mình tìm được số mol khí hydro bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Được chưa? 0,15 mol. Thế thì hoàn toàn đề bài hỏi phần trăm khối lượng. Thế thì chúng mình đặt số mol thằng này là A thì số mol thằng này là B. Chúng mình sẽ có cái phương trình đầu tiên là về khối lượng các cháu nhá. Đây này, anh này là 46A cộng với anh này là 60B thì bằng 16,6. Đấy là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai các cháu phải nhớ đây này, là số mol H2 thì bằng 2 lần số mol OH và bằng 2 lần số mol ancol. Nhưng chú ý là bằng 2 lần số mol ancol đơn trước. Nhớ chưa ạ? Vậy ở đây chúng mình có này. Số mol nhóm OH của chúng mình ở đây là bằng A nhân 1 cộng B nhân 1 thì bằng ạ 2 lần số mol H2 là 2 nhân với 0,15 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây. Vậy là chúng mình sẽ tìm ra được là giá trị của AB. 46 bằng 60 bằng 16,6 bằng 1 bằng 1 bằng 1 bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,1, 0,2. A bằng 0,1. B bằng 0,2. Vậy thì hoàn toàn tới đây ạ, chúng mình sẽ tìm ra được phần trăm khối lượng ạ. Đúng không ạ? Rất là dễ ạ.
Phần trăm khối lượng bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? Đây các cháu nhìn nhá. 0,1 nhân 46 bằng chia 16,6 bằng nhân 100 27,71%. 27,71%. Cẩn thận mắt lé chọn B toang. 27,71 cơ ạ. Đáp án đúng chúng ta nó phải đáp án D cơ ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D của các cháu nha. Đấy, ở đây có bạn Hồng Loan này này. Học chú Minh vừa biết thêm hóa mà lại vừa kiếm được người yêu học giỏi, sướng chưa? Đấy, cứ để tim là chú Minh thì ngay lập tức là bị sướng hạnh phúc liền à. Câu 36. Ui, 36 vừa sử dụng công thức của chú Minh này các cháu này. Đây 36, 36, 36, 36. 36 là sử dụng công thức thần thánh của chú Minh ạ. Đây các cháu nhìn thấy công thức thần thánh không ạ? Đây này. N hydro bằng 2 NOH bằng 2 là N ancol đơn. Hay nói khác là N hydro bằng 2 lần N nhóm. Sorry, ở đây chú Minh ghi nhầm ạ. Khổ thế. Đây 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 ạ. N nhóm OH thì bằng 2 lần N hydro các cháu nhá. Đấy, đây là công thức thần thánh ạ. NOH thì bằng 2 lần N hydro. Vậy hoàn toàn đấy chúng mình có số mol nhóm H đây bằng 2 nhân với 0,15 thì bằng 0,3. Vậy số mol nhóm H bằng 0,3. Mà số mol ancol là 0,1. Vậy số nhóm trước OH bằng 0,3 chia 0,1 thì bằng 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ. Dễ không ạ? Cực kỳ dễ các cháu ạ. Dễ hơn cả húp cháo luôn ạ. Ngon lành cành đào luôn ạ. Nào, bây giờ chúng mình sang câu tiếp theo. Sang câu tiếp theo nhá. Các cháu thấy có dễ không ạ? Hello chào các cháu, đây là cả đây là học của cả 11 và cả 12 các cháu nhá. Các cháu comment đáp án. Các cháu comment đáp án thật nhiều vào xong rồi share video livestream lại về tường và tag các bạn vào trong video livestream để giúp chúng mình nhá. Chuẩn bị đến câu 40 rồi đấy, câu 40 chúng mình lại tặng quà đấy. Câu 37 này. Cho 14,1 gam hỗn hợp ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. No đơn này. Tác dụng hết với natri thì mình thu được 1 phần 2 hydro ạ. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 4,2. 4,2 chia cho 4,2 mà chia 2,4. 0,1875 mol. 0,1875 mol. 0,1875 mol thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm ngược lại được số mol của ancol. 0,1875 nhân 1 chia 2. Chia cho 1 phần 2. Chia cho 0,5. 0,375 mol ạ. 0,375 mol. Mà khối lượng của ancol thì bằng 14,1. Vậy hoàn toàn tới đây chú Minh tìm được phân tử khối trung bình. Tới đây chú Minh tìm được phân tử khối trung bình là 14N cộng với 2 cộng với 16 thì bằng bao nhiêu ạ? 14,1 chia cho 0,375. Vậy đến đây chú Minh tìm được N bằng 14,1 chia cho 0,375. 0,375. Được chưa? Bằng trừ 18 bằng chia 14 bằng 1,4 các cháu nhìn nó chưa? 1,4 các cháu nhé. 1,4 mà đề bài nói chúng ta là đồng đẳng liên tiếp. Vậy một anh là C1, một anh là C2. C1 là CH3OH. C2 là C2H5OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Nhưng mà chưa dừng lại đấy ạ. Đề bài là hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của hai ancol ạ. Đề bài là hỏi chúng ta phần trăm khối lượng hai ancol. Và chúng mình đặt CH5OH là A, CH3OH là B. Chúng mình sẽ có cái hệ phương trình như sau ạ. Thứ nhất là tổng số mol ancol A cộng B bằng 0,375. A cộng B bằng 0,375. Cái thứ hai là về bảo toàn cái gì? Bảo toàn cái gì các cháu nhỉ? Bảo toàn cái gì ạ? Bảo toàn khối lượng. Đề bài cho chúng ta khối lượng anh này bằng 14,1 mà. Vậy ở đây chúng mình sẽ có 46A cộng với lại 32B thì bằng 14,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ giải hệ này, chúng mình sẽ tìm ra được là số mol của 1 bằng này, 1 bằng này, 0,375 bằng này, 46 bằng này, 32 bằng này, 14,1 bằng này. Đấy, A bằng 0,15 ạ. A bằng 0,15. B bằng 0,225. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm khối lượng luôn ạ. 0,15 nhân 46 chia cho 14,1. 14,1 bằng nhân 100 48,9. 48,9. 48,9 thì gần bằng 49 phải không các cháu? Đấy. 48,9 thì gần bằng 49. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ngon lành cành đào không ạ?
Dễ như húp cháo ạ. Dễ như húp cháo ạ. Nào bây giờ chú Minh sang câu tiếp và các cháu cùng comment đáp án cho chú Minh xem câu 38 đáp án gì ạ. Câu 38 đáp án gì các cháu ơi? 38. Khi cho một ancol tác dụng với dung dịch kiềm dư, để chúng mình có là số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol H2 đã. Đây là skill công thức giải cực nhanh của chúng mình rồi. Được chưa? Thế thì mặt khác này, hydro bằng 1 phần 2 ancol nha. Hydro bằng 1 phần 2 ancol. Vậy mình thế vào đây sẽ bằng là 2 nhân với 1 phần 2 số mol của ancol. Vậy là chính bằng số mol ancol. Thế các cháu nhìn kỹ này, số mol OH mà bằng số mol ancol. Vậy thì chắc chắn ancol chúng ta là ancol đơn trực. Chắc chắn 100% là ancol đơn trực. Ok. Ok. Dễ không? Quá dễ đúng không? Nào. Câu tiếp nha, câu 39 ạ. Câu tiếp ạ, câu 39 ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video livestream của chú Minh. Rất là mong muốn các cháu ủng hộ chú Minh bằng cách share về lại video livestream lại về tường ạ, vì các cháu đang được học free ạ. Nào câu 39 ạ. Câu 39 nào. 39 cũng rất là dễ thôi ạ. Cho 1,52 gam hỗn hợp hai ancol đơn trực đồng đẳng kế tiếp nhau. Đây tác dụng với natri vừa đủ thì thu được 2,18 gam chất rắn. Lại một skill mới của chúng mình. Các cháu chú ý nha, một skill cực mới. Chúng ta có M chất rắn trừ M ancol chia cho 22 thì bằng số mol nhóm OH và chính bằng số mol ancol đơn trực. Đóng khung cái này lại các cháu ạ. Đóng khung cái này lại bởi vì cái này rất 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 hay dùng. Vậy đây chúng mình có thế 2,18 trừ 1,52 chia 22 thì bằng số mol ancol. Vậy là bằng 2,18 trừ 1,52 chia 22 0,03 mol. Vậy số mol ancol chúng ta bằng 0,03 mà khối lượng thì bằng 1,52. Vậy hoàn toàn đến đây chúng mình sẽ có là công phân tử khối trung bình của đội ancol này sẽ bằng là 1,52 chia 0,03 thì bằng 1,52 chia 0,03 thì bằng 50,66. 50,66. Ok. 50,66. Mà các cháu nhìn nhá, chú ý rằng là các ancol ở đây đề bài cho ông ta B, C, D thì đều là ancol no. Vậy chúng mình giả sử ancol của chúng mình là ancol no. Giả sử ancol của chú Minh là ancol no CnH2n cộng 2O. Được chưa? Vậy hoàn toàn chú Minh sẽ có là 50,66 thì bằng 12n cộng 2n là 14n cộng 2 cộng 16 là cộng 18. Và chú Minh tìm được n bằng 50,66 trừ 18 bằng chia 14 bằng 2,33. N bằng 2,33. Các cháu nhìn rõ chưa? N của chú Minh bằng 2,33. Thì các cháu lưu ý này, đề bài nói chúng ta là đồng đẳng kế tiếp nhau ạ. Kế tiếp nhau các cháu ạ. Vậy 2,33 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy một cháu là C2, một cháu là C3. Nhìn ra này, đây C1, C2, toang. C3, C4, toang. C4, C5, toang. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, C2 và C3. Ngon lành cành đào. Quá ngon. Đấy các cháu thấy không? Học chúng mình dễ lắm. Nào đề bài hỏi tiếp này. Phần trăm khối lượng của hai ancol bằng bao nhiêu? Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng hai ancol bằng nhiêu. Vậy ở đây chúng mình chốt lại là chúng mình có một cháu là C2H6O, một cháu là C3H8O, đặt cháu này là A, đặt cháu này là B, đúng không? Vậy chúng mình sẽ có hệ phương trình là A cộng B bằng 0,03. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng ạ. 46A cộng với 60B thì bằng khối lượng ở đây đề bài cho ta khối lượng ancol của chúng ta là bằng 1,52 từ đầu bài đúng không? 1,52. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình giải hệ thì chúng mình sẽ tìm được AB. 1 bằng 1 bằng 0,03 bằng 46 bằng 60 bằng 1,52 bằng A bằng 0,02, B bằng 0,01. A bằng 0,02, B bằng 0,01 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phần trăm. 0,02 nhân 46 chia cho 1,52 bằng nhân 100. 60,52%. 60,52%. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án gì? Đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án gì? Các cháu. Đáp án đúng ở đây của chúng ta là đáp án gì? Rất là dễ dàng các cháu nha. Nào, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay này.
câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Đốt cháy hoàn toàn mờ ga hỗn hợp ancol. Nào các cháu ơi, comment nhanh mạnh mẽ lên, comment mạnh mẽ cái câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay này xem nào. Cái câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu cực kỳ kinh điển ạ. Câu 40, đốt cháy hoàn toàn mờ ga phải sử dụng, muốn giải được câu này, muốn giải được câu này phải sử dụng công thức giải siêu nhanh, siêu siêu nhanh của chúng mình. Đây các cháu nhìn nha, muốn giải được câu này, câu 40 phải sử dụng skill cực kỳ nhanh của chúng mình các cháu nhìn nhá. Đây mở chất rắn trừ mờ ăn cồn chia 22 bằng số mol nhóm OH. Được chưa? Thì chúng mình có này. Mờ ga hỗn hợp gồm hai ăn cồn đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn mờ ga hỗn hợp gồm hai ăn cồn đồng đẳng thì thu được số mol CO2 là 0,3, số mol nước là 7,65 chia 18 bằng 0,425. Chúng ta tìm thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy điều này chứng tỏ là ancol no CnH2n cộng 2 OX à. Chưa biết có bao nhiêu nhóm OH. Chúng ta tìm được số mol ancol bằng 0,425 trừ 0,3 trừ đi 0,3 thì bằng 0,125. Ok chưa ạ? Tác dụng với natri thì thu được hiro, số mol hiro bằng 2,8 chia 2,4 thì bằng 0,125 ạ. Thế vậy thì ở đây chúng mình sẽ có thế này ạ. Ở đây chúng mình sẽ có thế này. Đầu tiên này, chúng mình sẽ suy ra được là từ số mol hiro tìm được số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol hiro và bằng 2 nhân với 0,125. 2 mà nhân với 0,125. Vậy số mol nhóm OH bằng 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số nhóm OH sẽ bằng 0,25 chia cho số mol ancol là 0,125 thì bằng 2. Vậy số nhóm OH bằng 2. Vậy suy ra x của chúng ta bằng 2. Mặt khác, số mol CO2 bằng 0,3 thì hoàn toàn mình tìm được số carbon trung bình bằng 0,3 chia 0,125 bằng 0,3 chia 0,125 bằng 2,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được công thức là C2,4H2,4 nhân 2 cộng 2 bằng 6,8O2. Số mol bằng 0,125. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng. 12 nhân 2,4 cộng với 6,8 cộng với 32 bằng nhân 0,125 bằng 8,45 gam. Các cháu nhìn rõ chưa? 8,45 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Các cháu ơi, tất cả những cháu hôm nay đã xem video live stream của chúng mình lại về tường thì chúng mình rất là cảm ơn các cháu. Và các cháu ơi, các cháu nào mà chưa nhận được quà thì chụp ảnh lại video live stream mà các cháu đã share, sau đó là gửi inbox cho chúng mình nhá. Chúng mình sẽ gửi quà ngay lập tức cho các cháu ngay sau buổi live stream này. Ok, bye bye, chào tạm biệt tất cả các cháu. Hẹn gặp lại. Cháu nào muốn đăng ký khoa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho chúng mình nhá. Vui lòng inbox ngay lập tức cho chúng mình. Bye bye, chào tạm biệt các cháu.